Bí quyết đơn giản từ bữa sáng: cách người phụ nữ loại bỏ hoàn toàn gan nhiễm mỡ và giảm 7kg chỉ nhờ một thay đổi nhỏ. Quý vị thân mến, câu chuyện của một cụ bà 70 tuổi sống tại Đài Loan đã thu hút sự chú ý của cộng đồng sau khi bà thành công giảm 7kg trong vòng nửa năm, đồng thời thoát khỏi tình trạng gan nhiễm mỡ chỉ bằng cách thay đổi món ăn sáng. Trường hợp của bà được bác sĩ Tiền Chính Hồng, chuyên gia về phẫu thuật tiêu hóa và gan mật, chia sẻ trên trang cá nhân của ông. Theo bác sĩ Tiền, cụ bà này vốn bị chẩn đoán mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Sau khi thăm khám và tư vấn, bà quyết định thay đổi chế độ ăn uống của mình, đặc biệt là bữa sáng. Điều mà bà nhận ra là yếu tố quan trọng nhất trong quá trình giảm cân và cải thiện sức khỏe. Trước đây, món ăn sáng quen thuộc của bà là bánh mì sandwich. Tuy nhiên, bà đã quyết định thay thế bánh mì bằng bột yến mạch, một loại thực phẩm giàu chất xơ và có tác động tốt đến việc kiểm soát cân nặng. Cụ thể, thay vì chế biến yến mạch như nhiều người khác bằng cách thêm sữa chua, sữa tươi hay trái cây, bà đã sáng tạo bằng cách nấu yến mạch thành món cháo, kết hợp với thịt băm hoặc trứng gà và thêm rau xanh. Đây là món ăn không chỉ đơn giản mà còn cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết cho một bữa sáng cân đối. Bác sĩ Tiền cho biết rằng tinh bột trong yến mạch khác với các loại tinh bột từ gạo trắng, bánh mì trắng hay các loại ngũ cốc tinh chế khác. Yến mạch chứa hàm lượng chất béo và độ nhớt cao hơn, giúp đường huyết tăng lên một cách chậm rãi sau khi ăn, giúp kiểm soát cân nặng tốt hơn. Mặc dù bà cũng điều chỉnh cả bữa trưa và bữa tối, nhưng chính bữa sáng là yếu tố mấu chốt giúp bà đạt được sự thay đổi sức khỏe đáng kể này. Việc thay đổi bữa sáng đã giúp bà cải thiện không chỉ về mặt cân nặng mà còn cải thiện sức khỏe gan của mình, loại bỏ hoàn toàn gan nhiễm mỡ. Bác sĩ Tiền chia sẻ thêm về vấn đề thường gặp phải trong quá trình tư vấn bệnh nhân. Rất nhiều người thắc mắc rằng vì sao họ không giảm được cân, mặc dù họ ăn rất ít. Câu đầu tiên tôi hỏi bệnh nhân là: bữa sáng bạn thường ăn gì? Phần lớn bệnh nhân đều cho biết họ ăn bánh mì sandwich hoặc bánh mì trắng và thường có thể ăn 1-2 chiếc trong bữa sáng. Bác sĩ Tiền giải thích rằng bánh mì trắng chứa tinh bột tinh chế có hàm lượng calo cao. Hơn nữa, phần nhân của bánh mì thường là xúc xích, trứng, dăm bông, những thực phẩm giàu chất béo và calo nhưng lại rất ít chất xơ và rau xanh. Điều này không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những người muốn giảm cân và cải thiện chức năng gan. Ngoài ra, nhiều loại bánh mì mềm được sản xuất bằng cách nhào bột với dầu. Bánh mì càng mềm thì càng chứa nhiều dầu, và bác sĩ Tiền gọi đây là tinh bột chứa dầu, một loại thực phẩm không lành mạnh. Loại tinh bột này có thể gây ra bệnh gan nhiễm mỡ nếu tiêu thụ thường xuyên. Bác sĩ Tiền cũng đưa ra gợi ý về một số lựa chọn bữa sáng lành mạnh cho mọi người. Ngoài cháo yến mạch, bạn có thể chọn trứng luộc, ức gà, bông cải xanh hoặc khoai lang. Điều quan trọng là tránh các thực phẩm có hàm lượng calo và chất béo cao, giúp duy trì cân nặng ổn định và bảo vệ sức khỏe gan. Như vậy, chỉ với một thay đổi nhỏ trong bữa ăn sáng, cụ bà 70 tuổi đã thành công giảm cân, cải thiện sức khỏe và đặc biệt là loại bỏ hoàn toàn bệnh gan nhiễm mỡ. Câu chuyện của bà đã trở thành minh chứng cho thấy việc điều chỉnh thói quen ăn uống, đặc biệt là bữa sáng, có thể mang lại những thay đổi tích cực đối với sức khỏe dài hạn. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, chúng ta sẽ cùng nhau giải mã câu hỏi: điều gì xảy ra với gan khi bạn ăn quá nhiều đường? Chúng ta đều biết rằng, việc tiêu thụ quá nhiều đường có thể gây hại cho sức khỏe, đặc biệt là khi nó liên quan đến các bệnh như tiểu đường hoặc tim mạch. Tuy nhiên, ít ai biết rằng việc dư thừa đường trong chế độ ăn uống cũng có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng cho sức khỏe của gan. Tại sao đường lại có hại cho gan? Cơ thể con người có một hệ thống sinh hóa phức tạp, giúp chuyển hóa protein, carbohydrate, tinh bột và chất béo. Hệ thống này có khả năng chuyển hóa protein thành chất béo hoặc tinh bột và ngược lại. Bất cứ thực phẩm nào chúng ta tiêu thụ, nếu ăn quá nhiều đều có xu hướng tích lũy thành chất béo. Đường, một loại carbohydrate, khi được cơ thể phân hủy sẽ trở thành glucose. Một phần nhỏ glucose này sẽ được sử dụng để cung cấp năng lượng cho các hoạt động thể chất. Tuy nhiên, khi lượng glucose vượt quá nhu cầu, phần lớn sẽ được chuyển hóa thành chất béo và tích trữ trong cơ thể. Những người có lối sống ít vận động hoặc không thường xuyên tập thể dục, lượng chất béo dư thừa này có thể tích tụ nhanh chóng và dẫn đến tình trạng béo phì. Đáng ngạc nhiên hơn,
Việc tiêu thụ quá nhiều đường không chỉ gây tăng cân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến gan, đặc biệt là gây ra bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Gan nhiễm mỡ không chỉ đến từ dầu mỡ. Một điều bất ngờ là để phát triển bệnh gan nhiễm mỡ, bạn không nhất thiết phải có một chế độ ăn giàu dầu mỡ. Carbohydrate và các loại đồ ngọt cũng là những thủ phạm tiềm ẩn. Khi tiêu thụ nhiều đường, cơ thể bạn sẽ không thể sử dụng hết lượng glucose này, dẫn đến việc chúng bị chuyển hóa và tích tụ dưới dạng chất béo trong gan. Theo thời gian, việc tích tụ quá mức này có thể gây tổn thương gan nghiêm trọng và dẫn đến các vấn đề như viêm gan, xơ gan và thậm chí là ung thư gan. Đường và sự ảnh hưởng đến não bộ. Khi bạn tiêu thụ đường, cơ thể sẽ kích hoạt giải phóng dopamine, một loại hormone giúp bạn cảm thấy hưng phấn và dễ chịu. Đây chính là lý do tại sao nhiều người thường tìm đến đồ ngọt khi cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi hoặc trầm cảm. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến một chu kỳ không lành mạnh. Mặc dù cảm giác dễ chịu tạm thời do đường mang lại, hầu hết lượng đường này sẽ được tích trữ dưới dạng chất béo, gây hại cho gan. Nếu chu kỳ này không bị ngăn chặn, nó có thể dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng như gan nhiễm mỡ, xơ gan và ung thư gan. Ảnh hưởng của đường đến hệ vi sinh vật đường ruột. Một yếu tố quan trọng khác mà ít người biết đến là mối liên hệ giữa đường và hệ vi sinh vật đường ruột. Các vi khuẩn có lợi trong đường ruột không chỉ giúp duy trì sự hoạt động trơn tru của hệ tiêu hóa mà còn có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Khi bạn tiêu thụ quá nhiều đường, sự cân bằng vi sinh vật trong ruột sẽ bị xáo trộn, gây ra một tình trạng được gọi là dysbiosis. Sự mất cân bằng này không chỉ ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa mà còn gây ra rối loạn chuyển hóa, từ đó ảnh hưởng đến gan và thậm chí có thể gây ra tổn thương gan lâu dài. Đường và các gốc tự do. Ngoài ra, một tác động đáng lo ngại khác của việc tiêu thụ quá nhiều đường là sự xuất hiện của các gốc tự do trong cơ thể. Những tác nhân có thể gây tổn thương tế bào và dẫn đến ung thư. Gan là cơ quan phải xử lý và loại bỏ các chất độc khỏi cơ thể. Và khi bị ảnh hưởng bởi gốc tự do việc tiêu thụ quá nhiều đường, gan sẽ bị tổn thương và tăng nguy cơ phát triển thành ung thư. Tiêu thụ đường không chỉ gây béo phì mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe gan của bạn. Bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và hạn chế lượng đường tiêu thụ, bạn có thể giúp gan của mình duy trì hoạt động tốt, ngăn ngừa các bệnh lý nghiêm trọng như gan nhiễm mỡ, xơ gan và thậm chí là ung thư. Hãy cùng giữ gìn sức khỏe bằng cách kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn hàng ngày. Quý vị thân mến, trái cây là một phần không thể thiếu của chế độ ăn uống lành mạnh vì chúng chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, trong trái cây cũng có chứa fructose, một dạng đường tự nhiên. Lượng fructose có trong mỗi loại trái cây khác nhau và một số loại có hàm lượng cao hơn như nho, cam, dưa hấu. Đây là những loại trái cây mọng nước. Ngược lại, các loại trái cây như ổi, táo, kiwi có hàm lượng fructose thấp hơn. Trái cây và gan nhiễm mỡ. Mặc dù trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều trái cây chứa nhiều fructose, lượng đường này sẽ được gan chuyển hóa. Khi gan nhận quá nhiều fructose, nó sẽ chuyển đổi thành chất béo. Quá trình này có thể góp phần dẫn đến gan nhiễm mỡ, một tình trạng mà mỡ tích tụ trong tế bào gan, ảnh hưởng đến chức năng gan. Vì vậy, dù trái cây là nguồn dinh dưỡng quan trọng, việc tiêu thụ một cách hợp lý là điều cần thiết. Ăn quá nhiều trái cây có hàm lượng đường cao có thể gây hại nếu không được cân nhắc và điều chỉnh. Vị ngọt tiềm ẩn trong thực phẩm đóng gói. Không chỉ đường từ trái cây mà nhiều loại thực phẩm đóng gói, mặc dù không được quảng cáo là chứa đường, cũng được bổ sung đường ngầm. Những loại đường này có thể là nguyên nhân tiềm ẩn gây ra gan nhiễm mỡ nếu tiêu thụ thường xuyên. Dưới đây là một số ví dụ về thực phẩm đóng gói chứa đường tiềm ẩn. 1. Sốt cà chua. Sốt cà chua đóng gói thường chứa đường để cân bằng hương vị, nhưng ít ai nhận ra điều này. 2. Sữa chua. Mặc dù sữa chua thường được xem là tốt cho sức khỏe, một số loại có hương vị ngọt lại được bổ sung đường để tăng hương vị. 3. Ngũ cốc. Nhiều loại ngũ cốc ăn sáng được tẩm đường để làm tăng độ hấp dẫn cho người tiêu dùng. 4. Yến mạch. Một số loại yến mạch đóng gói có thể được thêm đường để làm ngọt, đặc biệt là các loại yến mạch ăn liền. 5. Thức uống mạch nha cho trẻ em. Những loại thức uống này thường chứa lượng đường lớn để tăng hương vị, đặc biệt là dành cho trẻ em. 6. Bơ đậu phộng.
một số loại bơ đậu phộng có thể chứa thêm đường để tăng hương vị và độ hấp dẫn. 7. Bánh mì. Một số loại bánh mì cũng chứa đường để cải thiện kết cấu và vị ngọt tự nhiên. 8. Bánh quy. Các loại bánh quy và bánh ngọt đóng gói đều thường chứa lượng lớn đường. Mặc dù đường tự nhiên trong trái cây có lợi cho sức khỏe, tiêu thụ quá mức có thể gây tích tụ mỡ trong gan và dẫn đến gan nhiễm mỡ. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thực phẩm đóng gói cần cẩn trọng hơn để tránh tiêu thụ đường ẩn chứa, nhằm bảo vệ sức khỏe gan và duy trì cân nặng hợp lý. Điều quan trọng là duy trì một chế độ ăn uống cân đối và kiểm soát lượng đường nạp vào cơ thể để phòng ngừa các vấn đề sức khỏe liên quan đến gan. Để duy trì một lá gan khỏe mạnh, ngoài việc hạn chế tiêu thụ đường, dưới đây là 9 biện pháp bạn có thể thực hiện. Một, tập thể dục thường xuyên và có lối sống năng động. Việc tập thể dục nhịp điệu thường xuyên như đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc bơi lội giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và là chìa khóa quan trọng trong việc phòng ngừa bệnh gan nhiễm mỡ. Thói quen vận động cũng giúp cơ thể duy trì cân nặng lý tưởng và kiểm soát chất béo trong cơ thể. 2. Hạn chế uống rượu. Rượu có thể gây tổn hại trực tiếp đến gan, đặc biệt là đối với những người có hội chứng chuyển hóa như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc cholesterol cao. Khi các yếu tố này kết hợp, nguy cơ tổn thương gan sẽ tăng lên đáng kể. Việc giảm hoặc tránh hoàn toàn rượu là cách tốt nhất để bảo vệ gan khỏi xơ gan và các bệnh lý nghiêm trọng khác. 3. Ăn một chế độ ăn uống cân bằng. Chế độ ăn uống lành mạnh là một yếu tố quyết định đến sức khỏe gan. Bạn nên ăn ít chất béo và tập trung vào thực phẩm giàu chất xơ như rau, củ, quả. Tránh tiêu thụ quá nhiều carbohydrate và các loại thịt đỏ. Những loại thực phẩm này có thể làm tăng nguy cơ tích tụ mỡ trong gan dẫn đến các bệnh lý về gan. 4. Theo dõi trọng lượng cơ thể của bạn. Duy trì chỉ số BMI lý tưởng giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến gan. Béo phì là một trong những nguyên nhân chính gây gan nhiễm mỡ. Vì vậy, việc kiểm soát cân nặng là điều quan trọng. 5. Tránh dùng thảo dược bổ sung và các phương thuốc truyền thống. Nhiều loại thảo dược không có giấy phép sử dụng hoặc được bán dưới dạng thực phẩm bổ sung có thể gây hại cho gan. Do đó, hãy thận trọng và tránh sử dụng các loại sản phẩm này mà không có sự tư vấn của chuyên gia y tế. 6. Tiêm vaccine viêm gan B. Viêm gan B là một bệnh lây nhiễm qua đường máu và có thể gây xơ gan, thậm chí là ung thư gan. Tiêm vaccine phòng ngừa là biện pháp bảo vệ hiệu quả để tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh. 7. Thực hành tình dục an toàn. Virus viêm gan B và viêm gan C có thể lây truyền qua máu và dịch cơ thể, gây ra những biến chứng nghiêm trọng như xơ gan và ung thư gan. Việc sử dụng các biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục giúp giảm nguy cơ lây nhiễm. 8. Tầm soát bệnh gan từ tuổi 40. Từ độ tuổi 40 trở đi, việc tầm soát sức khỏe gan định kỳ là cần thiết để phát hiện sớm các bệnh lý liên quan đến gan, giúp điều trị kịp thời và ngăn ngừa các biến chứng nặng hơn. 9. Tránh xa các loại thuốc giảm cân và các bài thuốc thần kỳ phản khoa học. Trên mạng xã hội thường lan truyền những phương pháp giảm cân hoặc chữa bệnh thần kỳ, nhưng không có căn cứ khoa học. Nhiều trong số đó có thể gây hại nghiêm trọng cho gan và sức khỏe tổng thể. Vì vậy, hãy luôn tìm kiếm các giải pháp được xác minh và tuân theo lời khuyên của chuyên gia y tế. Việc duy trì một lối sống lành mạnh và chú ý đến các yếu tố tác động đến sức khỏe gan sẽ giúp bạn bảo vệ và duy trì một lá gan khỏe mạnh lâu dài. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng khám phá một bí mật ít ai ngờ đến, hạt đu đủ, phần nhỏ bé thường bị bỏ đi khi ăn trái. Thực chất lại ẩn chứa nguồn dinh dưỡng quý giá với vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Hạt đu đủ không chỉ hỗ trợ cải thiện chức năng gan, thận, tiêu hóa mà còn có khả năng ngăn ngừa ung thư. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về những công dụng tuyệt vời này. 1. Bảo vệ gan và thận. Hạt đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do có hại cho tế bào gan. Các hợp chất có trong hạt đu đủ cũng có tác dụng chống viêm, hỗ trợ giảm thiểu tổn thương gan do viêm nhiễm hoặc nhiễm trùng. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng hạt đu đủ có khả năng bảo vệ tế bào gan khỏi độc tính từ các loại thuốc, đặc biệt là paracetamol, một loại thuốc giảm đau phổ biến có thể gây tổn thương gan nếu dùng quá liều. Ngoài việc bảo vệ gan, các chất chống oxy hóa và chất kháng viêm trong hạt đu đủ còn hỗ trợ thận, giúp cải thiện chức năng lọc máu và là loại bỏ chất thải ra khỏi cơ thể hiệu quả hơn. Một số nghiên cứu cho thấy hạt đu đủ có thể hỗ trợ quá trình đào thải sỏi thận và ngăn ngừa sự hình thành của sỏi nhỏ. 2.
cải thiện tiêu hóa. Enzyme papain trong hạt đu đủ có khả năng phân giải protein, giúp cơ thể tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Điều này đặc biệt hữu ích cho những người thường xuyên gặp các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu hoặc táo bón. Hơn nữa, hạt đu đủ còn chứa carpein, một loại alkaloid có tác dụng tiêu diệt ký sinh trùng đường ruột, giúp bảo vệ hệ tiêu hóa và duy trì sự cân bằng vi sinh vật trong đường ruột. 3. Chống viêm và giảm đau. Hạt đu đủ có thể giúp giảm đau và viêm khớp nhờ vào các chất chống viêm có trong thành phần. Những chất này hoạt động bằng cách ức chế các phản ứng viêm trong cơ thể, giúp giảm triệu chứng đau và khó chịu, thế đặc biệt là đối với những người bị viêm khớp. Bên cạnh đó, hạt đu đủ cũng hỗ trợ quá trình phục hồi sau các chấn thương cơ bắp bằng cách giảm viêm và tăng cường quá trình tái tạo mô cơ. 4. Duy trì sức khỏe tim mạch. Các chất chống oxy hóa trong hạt đu đủ giúp loại bỏ các gốc tự do, từ đó bảo vệ tế bào tim khỏi tổn thương do stress oxy hóa. Nhờ vậy, hạt đu đủ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, các hợp chất trong hạt đu đủ còn giúp kiểm soát huyết áp và giảm cholesterol xấu, đồng thời tăng cường mức cholesterol tốt, giúp duy trì sức khỏe tim mạch. 5. Ngăn ngừa ung thư. Hạt đu đủ là nguồn giàu polyphenol, một nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng ngăn ngừa stress oxy hóa, nguyên nhân dẫn đến tổn thương tế bào và nguy cơ ung thư. Ngoài ra, hạt đu đủ còn chứa isothiocyanate, một hợp chất có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư. Hợp chất này can thiệp vào chu kỳ phân chia của tế bào ung thư, ngăn chặn quá trình phát triển và lan rộng của khối u. Lưu ý khi sử dụng hạt đu đủ. Mặc dù hạt đu đủ có nhiều lợi ích cho sức khỏe, chúng cũng chứa một lượng nhỏ cyanogen glycoside, một hợp chất có thể gây độc nếu tiêu thụ quá mức. Vì vậy, bạn chỉ nên sử dụng hạt đu đủ với lượng vừa phải và nên tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có bất kỳ vấn đề sức khỏe nào trước khi sử dụng. Tiếp nối chương trình, chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một phần khác vô cùng hữu ích của cây đu đủ mà có lẽ ít ai biết đến, lá đu đủ. Lá đu đủ không chỉ là một bài thuốc dân gian hiệu quả mà còn chứa đựng nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe. Lá đu đủ có khả năng tăng số lượng tiểu cầu, giúp loại bỏ các ký sinh trùng ra khỏi cơ thể, đồng thời cân bằng lượng đường huyết và tăng cường hệ miễn dịch. Đặc biệt, lá đu đủ đã được nghiên cứu và chứng minh là hỗ trợ phòng ngừa ung thư và có tác dụng đáng kể trong việc phòng ngừa và điều trị sốt xuất huyết. Đây thực sự là một phần dược liệu quý giá từ thiên nhiên mà chúng ta nên biết và tận dụng. Trong 3 tháng trở lại đây, dịch sốt xuất huyết đã bước vào giai đoạn cao điểm với số ca mắc liên tục tăng cao tại nhiều tỉnh, thành phố. Khu vực miền Nam và một số tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi tại miền Bắc, các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bạch Mai, Nhi Trung ương và Nhiệt đới Trung ương cũng đã tiếp nhận các ca sốt xuất huyết nghiêm trọng. Các bệnh nhân có triệu chứng như sốt cao, co giật, cô đặc máu và tràn dịch màng phổi, phần lớn đều có dịch tễ trở về từ các tỉnh phía Nam, nơi dịch đang hoành hành. Trong bối cảnh đáng lo ngại này, việc nắm bắt các biện pháp phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết trở nên vô cùng quan trọng. Một trong những phương pháp điều trị tại nhà đơn giản nhưng hiệu quả mà bạn có thể thử chính là chiết xuất lá đu đủ. Việc sử dụng chiết xuất từ lá đu đủ để hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết không còn là điều mới lạ. Từ xa xưa, phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi. Gần đây, nghiên cứu khoa học cũng đã chứng minh công dụng tuyệt vời của lá đu đủ trong việc tăng cường số lượng tiểu cầu, yếu tố quan trọng đối với bệnh nhân sốt xuất huyết. Điều này đã khiến các chuyên gia y tế bắt đầu khuyến nghị sử dụng chiết xuất lá đu đủ như một liệu pháp bổ sung cho quá trình điều trị. Theo tiến sĩ Chaitali Deshmukh từ Ấn Độ, ngoài trái đu đủ, lá đu đủ cũng có thể được sử dụng để điều trị bệnh. Bà nhận định, đây là một phương pháp điều trị tự nhiên hiệu quả nhất cho sốt xuất huyết và nhiều bệnh khác, bởi lá đu đủ không chỉ giúp tăng tiểu cầu mà còn có khả năng chống sốt rét. Những thông tin này khẳng định giá trị của lá đu đủ như một dược liệu tự nhiên an toàn và hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị bệnh sốt xuất huyết. Tại sao chiết xuất lá đu đủ có lợi cho việc điều trị bệnh sốt xuất huyết? 1. Tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể. Khi bị sốt xuất huyết, việc tăng cường hệ thống miễn dịch trở thành yếu tố quan trọng để cơ thể có khả năng chống lại virus. Lá đu đủ chứa các hợp chất quý giá như alkaloid, papain, pine và phenolic. Những chất này hoạt động như chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng cường cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể.
Papain còn hỗ trợ tiêu hóa các protein quan trọng, từ đó cải thiện tình trạng tiêu hóa của bệnh nhân, một yếu tố thường bị suy yếu trong quá trình mắc bệnh sốt xuất huyết. 2. Tăng số lượng tiểu cầu. Sốt xuất huyết thường khiến số lượng tiểu cầu giảm nghiêm trọng, từ mức bình thường hơn 100.000 tiểu cầu xuống mức cực kỳ nguy hiểm khoảng 20.000 tiểu cầu, dẫn đến nhiều biến chứng. Một nghiên cứu được tiến hành bởi tiến sĩ Deshmukh cho thấy rằng việc sử dụng chiết xuất lá đu đủ giúp tăng cường số lượng tiểu cầu một cách đáng kể. Trong một thử nghiệm trên 400 bệnh nhân, một nửa số bệnh nhân được sử dụng chiết xuất lá đu đủ dạng viên nén. Kết quả cho thấy những bệnh nhân này không chỉ có số lượng tiểu cầu cao hơn mà còn ít phải đối mặt với các tác dụng phụ và không cần truyền máu, một biện pháp phổ biến trong điều trị sốt xuất huyết. 3. Giảm các triệu chứng sốt xuất huyết. Một trong những lợi ích nổi bật của chiết xuất lá đu đủ là giảm nhẹ các triệu chứng sốt xuất huyết như sốt cao, phát ban trên da và giảm tiểu cầu. Theo tiến sĩ Deshmukh, chiết xuất lá đu đủ giúp giảm bớt tác động của căn bệnh chết người này khi mỗi Aedes truyền virus vào máu. Việc sử dụng nước ép lá đu đủ đã được các chuyên gia y tế khuyến nghị như một phương pháp bổ sung hiệu quả trong điều trị sốt xuất huyết. 4. Chứa các đặc tính chống sốt rét. Ngoài tác dụng đối với bệnh sốt xuất huyết, lá đu đủ còn có đặc tính chống sốt rét mạnh mẽ. Chất acetogenin có trong lá đu đủ không chỉ giúp ngăn ngừa bệnh sốt rét mà còn hỗ trợ trong việc ngăn chặn sự lây lan của sốt xuất huyết. Tiến sĩ Deshmukh nhận định rằng lá đu đủ là một phương pháp tự nhiên ưu việt để đối phó với các bệnh nhiễm trùng do muỗi gây ra, đặc biệt là hai căn bệnh phổ biến này. Những lợi ích này của chiết xuất lá đu đủ đã giúp nó trở thành một phương pháp hỗ trợ điều trị quan trọng trong cuộc chiến chống lại sốt xuất huyết và các bệnh do muỗi truyền khác. Cách sử dụng lá đu đủ để điều trị sốt xuất huyết. Nước ép từ lá và quả đu đủ không chỉ có tác dụng hữu ích trong việc điều trị sốt xuất huyết, mà còn giúp giảm các triệu chứng của căn bệnh này. Dưới đây là 3 phương pháp sử dụng lá đu đủ để điều trị sốt xuất huyết, theo gợi ý của tiến sĩ Deshmukh. Phương pháp 1. Nấu nước chiết xuất từ lá đu đủ. Bước 1. Rửa sạch vài lá đu đủ tươi và để chúng ráo nước. Bước 2. Cắt lá thành từng miếng nhỏ. Bước 3. Cho lá đu đủ và 2 lít nước vào nồi. Bước 4. Đun sôi nước, sau đó để lửa nhỏ và tiếp tục nấu đến khi lượng nước giảm đi một nửa. Bước 5. Tắt bếp để nước nguội và sau đó đổ chiết xuất này vào hộp thủy tinh để bảo quản và sử dụng dần. Phương pháp 2. Sử dụng quả đu đủ chín. Ăn đu đủ chín mỗi ngày là một lựa chọn hữu ích để tăng cường sức khỏe và hỗ trợ điều trị sốt xuất huyết. Ngoài ra, bạn có thể uống nước ép đu đủ, thêm một chút nước chanh để tăng hương vị. Nên uống 2-3 lần mỗi ngày để hỗ trợ điều trị nhanh chóng hơn. Phương pháp 3. Uống nước ép lá đu đủ tươi. Bước 1. Vò nát một ít lá đu đủ tươi. Bước 2. Lấy 2 thìa nước ép từ lá và uống 2 lần một ngày. Mặc dù nước ép này có vị đắng, nhưng nó rất hiệu quả trong việc tăng số lượng tiểu cầu và giảm triệu chứng của sốt xuất huyết. Những phương pháp này là cách tự nhiên và dễ thực hiện tại nhà để hỗ trợ quá trình điều trị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng và kết hợp chúng với các phương pháp điều trị y tế. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất. Quý vị thân mến, quý vị vừa xem xong chương trình trên kênh Sức Khỏe Cổ Xưa. Mời quý vị xem tiếp một nội dung khác ngay sau đây. Chảy nước dãi khi ngủ, hiện tượng bình thường hay dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm? Quý vị thân mến, trong khi chảy nước dãi khi ngủ có thể là một hiện tượng bình thường đối với nhiều người, nó cũng có thể tiềm ẩn những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Không phải tất cả các trường hợp chảy nước dãi đều là dấu hiệu của bệnh lý, nhưng nếu bạn nhận thấy bất kỳ một trong 4 biểu hiện dưới đây, đừng vội bỏ qua, đây có thể là những cảnh báo quan trọng mà cơ thể đang gửi đến bạn. Và sự chậm trễ trong việc kiểm tra có thể đặt tính mạng của bạn vào tình trạng nguy hiểm. Chảy nước dãi khi ngủ, hiện tượng bình thường hay dấu hiệu cảnh báo sức khỏe? Mỗi ngày, cơ thể của một người trưởng thành khỏe mạnh tiết ra từ 1.000 đến 1.500 ml nước bọt,
một chất lỏng đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Nước bọt không chỉ giúp giữ ẩm khoang miệng mà còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa bằng cách giúp nhai, nếm và nuốt thức ăn dễ dàng hơn. Ngoài ra, nước bọt còn có tác dụng chống vi khuẩn, ngăn ngừa hôi miệng và bảo vệ sức khỏe răng miệng. Dù lượng nước bọt tiết ra trong một ngày khá lớn, nhưng nhờ cơ chế tự nhiên của cơ thể, chúng ta thường có thói quen nuốt nước bọt một cách chủ động khi tỉnh táo. Trung bình, một người có thể nuốt nước bọt khoảng 900 lần mỗi ngày, và hệ thần kinh trung ương, đặc biệt là vỏ não, có khả năng điều chỉnh lượng nước bọt tiết ra dựa trên các tình huống cụ thể. Tuy nhiên, khi chúng ta chìm vào giấc ngủ, mọi chuyện lại khác. Khi ngủ, các cơ vùng mặt được thả lỏng hoàn toàn, khiến phản xạ nuốt bị ức chế. Điều này dẫn đến việc nước bọt bắt đầu tích lũy trong khoang miệng. Dù lượng nước bọt tiết ra vào ban đêm có giảm đi do hoạt động của cơ thể chậm lại, nhưng nếu lượng nước bọt tích lũy quá nhiều, nó sẽ chảy ra khỏi miệng một cách vô thức. Khi bạn nằm ngửa, nước bọt thường sẽ chảy xuống thực quản và dạ dày mà không gây phiền toái. Nhưng nếu bạn nằm nghiêng, nằm úp hoặc há miệng khi ngủ, nước bọt có thể trào ra bên ngoài, thậm chí làm ướt chăn gối. Theo các chuyên gia, chảy nước dãi khi ngủ là hiện tượng phổ biến, có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Như đã đề cập ở trên, phần lớn các trường hợp là do hiện tượng sinh lý tự nhiên, do tư thế ngủ không đúng, hoặc do việc sử dụng khí cụ chỉnh nha như niềng răng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, chảy nước dãi khi ngủ có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khỏe tiềm ẩn, thậm chí có thể đe dọa đến tính mạng nếu không được chú ý kịp thời. Để bảo vệ sức khỏe của chính mình, bạn cần phải lưu ý đến những thay đổi nhỏ nhặt nhất của cơ thể. Có những dấu hiệu chảy nước dãi khi ngủ có thể là lời cảnh báo sớm của cơ thể về những bệnh lý nghiêm trọng mà bạn không nên bỏ qua. Sau đây là 4 kiểu chảy nước dãi bất thường mà nếu gặp phải, bạn cần nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được tư vấn và kiểm tra kỹ lưỡng. 1. Chảy nước dãi đột ngột và nhiều khi ngủ. Tín hiệu cảnh báo từ cơ thể. Nếu bạn đã quen với việc ngủ mà không hề chảy nước dãi, hoặc chỉ chảy một lượng rất nhỏ và không thường xuyên, nhưng gần đây lại đột ngột nhận thấy nước dãi chảy nhiều hơn, thậm chí xuất hiện hàng đêm, đây là lúc bạn cần đặc biệt chú ý và tìm đến sự tư vấn y tế. Hiện tượng này không chỉ đơn giản là một sự thay đổi nhỏ trong cơ thể, mà có thể là một dấu hiệu cảnh báo rằng sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề nghiêm trọng. Một trong những nguyên nhân đầu tiên có thể là do cơ thể bạn đang rơi vào trạng thái suy nhược, mệt mỏi quá mức. Khi cơ thể kiệt sức, các cơ quan và chức năng tự nhiên, bao gồm cả khả năng kiểm soát cơ mặt và bài tiết nước bọt, có thể bị suy giảm, dẫn đến việc nước dãi chảy ra ngoài không kiểm soát được. Điều này là một lời cảnh báo rõ ràng rằng bạn cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn và chăm sóc sức khỏe một cách cẩn thận. Ngoài ra, các vấn đề về dị ứng cũng có thể là nguyên nhân gây ra hiện tượng này. Viêm mũi dị ứng hoặc dị ứng với một số loại thực phẩm có thể kích thích tuyến nước bọt hoạt động mạnh mẽ hơn, làm gia tăng lượng nước bọt tiết ra, dẫn đến chảy dãi khi ngủ. Những triệu chứng này thường đi kèm với các dấu hiệu khác như ngứa mũi, nghẹt mũi và hắt hơi, khiến bạn cảm thấy khó chịu cả khi thức lẫn khi ngủ. Đặc biệt, tình chảy nước dãi nhiều khi ngủ còn có thể liên quan đến những bệnh lý nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như xơ cứng động mạch. Đây là một bệnh lý mà trong đó các mạch máu bị cứng lại, dẫn đến việc tuần hoàn máu không hiệu quả, gây ra thiếu máu cục bộ và thiếu oxy trong não và cơ bắp. Khi não bộ không được cung cấp đủ oxy, các chức năng kiểm soát cơ bắp, bao gồm cả cơ mặt, bị suy giảm, làm cho nước dãi dễ dàng chảy ra ngoài trong khi bạn ngủ. Đây là một dấu hiệu cảnh báo cần được xem xét một cách nghiêm túc, vì nó có thể liên quan đến những nguy cơ sức khỏe lớn hơn mà bạn cần phải phát hiện và điều trị kịp thời. 2. Chảy nước dãi nhiều kèm thở bằng miệng. Dấu hiệu cảnh báo từ giấc ngủ của bạn. Chảy nước dãi nhiều trong khi ngủ, đặc biệt khi kèm theo thở bằng miệng, là một dấu hiệu không thể bỏ qua vì nó thường liên quan đến chứng ngưng thở khi ngủ. Một rối loạn giấc ngủ tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Chứng ngưng thở khi ngủ xảy ra khi đường thở bị tắc nghẽn hoặc hẹp lại, khiến hơi thở bị gián đoạn trong suốt đêm. Để bù đắp cho sự thiếu hụt không khí, cơ thể phản ứng bằng cách mở miệng ra để thở, dẫn đến hiện tượng thở bằng miệng và chảy nước dãi. Điều này không chỉ gây ra tiếng ngáy khó chịu, mà còn dẫn đến tình trạng thiếu oxy thường xuyên trong máu.
Khi cơ thể thiếu oxy, các cơ quan quan trọng như phổi, tim, thận, tuyến tụy và não đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo thời gian, chứng ngưng thở khi ngủ có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, cao huyết áp hoặc thậm chí là đột quỵ. Mặc dù chứng này có thể không gây tử vong ngay lập tức, nhưng tác động lâu dài của nó đối với sức khỏe là rất đáng lo ngại, khiến việc chẩn đoán và điều trị sớm trở nên cực kỳ quan trọng. Ngoài ra, tình trạng chảy nước dãi nhiều khi ngủ có thể liên quan đến nhiễm trùng đường hô hấp trên. Khi bạn mắc các bệnh như cảm cúm hoặc viêm xoang, đường thở bị tắc nghẽn khiến việc hít thở qua mũi trở nên khó khăn. Điều này buộc bạn phải thở bằng miệng và khi đó, lượng nước bọt tiết ra không được nuốt mà sẽ chảy ra ngoài miệng. Nhiễm trùng đường hô hấp không chỉ gây khó chịu mà còn làm tăng lượng nước dãi tiết ra, dẫn đến hiện tượng chảy nước dãi khi ngủ. Trong cả hai trường hợp, chảy nước dãi kèm thở bằng miệng là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng rằng cơ thể bạn đang gặp phải một vấn đề sức khỏe cần được quan tâm và điều trị kịp thời. Nếu hiện tượng này kéo dài, bạn nên tìm đến sự hỗ trợ y tế để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe của mình không bị đe dọa. 3. Chảy nước dãi ở khóe miệng hoặc một bên miệng, dấu hiệu của những bệnh lý nguy hiểm. Chảy nước dãi chỉ ở khóe miệng hoặc một bên miệng khi ngủ là một dấu hiệu đáng báo động, không nên xem nhẹ. Đây có thể là tín hiệu cảnh báo từ cơ thể về những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thần kinh và trong một số trường hợp, nó có thể đe dọa đến tính mạng. Một trong những nguyên nhân nghiêm trọng nhất của hiện tượng này là liệt mặt, còn được biết đến với tên gọi y học là viêm dây thần kinh mặt. Tình trạng này xảy ra khi các dây thần kinh điều khiển cơ mặt bị co thắt hoặc tổn thương do những yếu tố như mệt mỏi, lạnh hoặc thiếu máu cung cấp cho não. Khi các dây thần kinh này không hoạt động bình thường, chúng không thể kiểm soát được các cơ quanh miệng, dẫn đến việc nước dãi chảy ra một cách vô thức ở khóe miệng. Tình trạng này không chỉ gây khó chịu mà còn là dấu hiệu cho thấy hệ thần kinh của bạn đang gặp vấn đề. Bên cạnh đó, một số bệnh lý liên quan đến rối loạn thần kinh như Alzheimer hoặc Parkinson cũng có thể là nguyên nhân. Cả hai bệnh này đều ảnh hưởng đến khả năng điều khiển cơ bắp của cơ thể và do đó có thể gây ra hiện tượng chảy nước dãi bất thường ở khóe miệng. Đối với những người mắc bệnh Alzheimer, tình trạng này thường đi kèm với sự suy giảm trí nhớ và các chức năng nhận thức khác. Còn với bệnh Parkinson, ngoài chảy nước dãi, bệnh nhân có thể gặp khó khăn trong việc kiểm soát các cử động của cơ thể, run tay chân và các triệu chứng khác liên quan đến hệ thần kinh. Nguy hiểm nhất, chảy nước dãi kéo dài ở một bên miệng có thể là dấu hiệu của đột quỵ, một trong những tình trạng y tế nguy hiểm nhất. Đột quỵ xảy ra khi dòng máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn hoặc giảm đột ngột, thường do huyết khối gây ra. Khi điều này xảy ra, não không nhận được đủ oxy và dưỡng chất, dẫn đến việc các tế bào não bắt đầu chết đi. Một trong những hậu quả của đột quỵ là rối loạn chức năng nuốt ở một bên miệng, kèm theo các triệu chứng khác như liệt nửa mặt, khó cử động nửa người, đau đầu dữ dội, khó phát âm và suy giảm thị lực. Đây là một tình trạng cấp cứu y tế, đòi hỏi phải can thiệp ngay lập tức để ngăn chặn những tổn thương nghiêm trọng hơn cho não và cơ thể. Nếu bạn gặp hiện tượng chảy nước dãi ở khóe miệng hoặc một bên miệng, đặc biệt là khi đi kèm với các triệu chứng khác như đã mô tả, hãy tìm kiếm sự giúp đỡ y tế ngay lập tức. Việc chẩn đoán và điều trị sớm không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, mà còn có thể cứu sống bạn trong những tình huống nguy cấp. 4. Chảy nước dãi kèm khó nuốt và khó chịu ở cổ họng. Cảnh báo từ hệ hô hấp và tiêu hóa. Khi hiện tượng chảy nước dãi khi ngủ đi kèm với cảm giác khó nuốt và khó chịu ở cổ họng, đây không chỉ là một sự phiền toái tạm thời, mà còn là dấu hiệu cảnh báo rằng cơ thể bạn đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng hơn, đặc biệt là liên quan đến hệ hô hấp và tiêu hóa. Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng này là xương amidan. Khi amidan bị viêm và sưng lên, đường thở và đường hô hấp của bạn bị thu hẹp lại, khiến cho việc nuốt nước bọt trở nên khó khăn hơn. Vì không thể nuốt dễ dàng, nước bọt tích tụ trong miệng và cuối cùng chảy ra ngoài trong khi bạn ngủ. Xương amidan không chỉ gây khó chịu mà còn có thể dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng hơn nếu không được điều trị kịp thời, chẳng hạn như nhiễm trùng lan rộng hoặc thậm chí là tắc nghẽn đường thở. Ngoài ra, một nguyên nhân khác không kém phần quan trọng chính là trào ngược dạ dày thực quản.
Đây là một bệnh lý xảy ra khi axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, gây ra cảm giác bỏng rát và tổn thương lớp niêm mạc thực quản. Khi bạn bị trào ngược, axit có thể gây kích thích thực quản, làm cho bạn cảm thấy như có một khối u trong cổ họng. Cảm giác này không chỉ gây khó chịu, mà còn làm cho việc nuốt trở nên khó khăn hơn, dẫn đến việc nước bọt không thể nuốt xuống một cách bình thường và chảy ra ngoài. GERD không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ, mà còn có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nếu không được kiểm soát, bao gồm viêm thực quản, loét thực quản và thậm chí là nguy cơ ung thư thực quản. Trong cả hai trường hợp, chảy nước dãi kèm khó nuốt và khó chịu ở cổ họng không nên bị xem nhẹ. Đây là những tín hiệu rõ ràng từ cơ thể cho thấy rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra và việc chẩn đoán sớm có thể giúp ngăn chặn những biến chứng nguy hiểm. Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng này, hãy tìm đến sự tư vấn y tế để được kiểm tra và điều trị kịp thời, bảo vệ sức khỏe của mình trước những nguy cơ tiềm ẩn. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi video này. Hy vọng những thông tin chia sẻ sẽ hữu ích cho quý vị trong việc nâng cao sức khỏe và cải thiện chất lượng cuộc sống. Kính chúc quý vị luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Đừng quên bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất.